cuối trời, tay ôm kỷ vật tình yêu giữa tôi với người, chỉ còn sót lại tấm hình gìn giữ được thôi. Hình hài này giết lần tôi cũng bởi lời thề non hẹn xuôi. Đã vừa hoàn thành xong phần dự thi của mình. Còn bây giờ sẽ là lời nhận xét của ban giám khảo dành cho bạn. Rất là dễ thương, ngây thơ. Em hát nhạc nhạc bolero đừng zoom. Mà em trình diễn chứ tưởng đâu là em hát nhạc nhạc trẻ. Ha, cái giọng của em rất là đặc biệt. Mà nếu mà em tập trung và em hát lại cho nó nhẹ nhàng và em biết phân biệt nhạc trẻ và dòng nhạc bolero, mình hát như thế nào và mình diễn như thế nào thì nó sẽ hay hơn cho em rất nhiều lần. Dạ, em cảm ơn chị ạ. Khi mà em bước lên sân khấu thì ấn tượng đầu tiên của chị trước là trang phục của em rất là đẹp. Bởi vì chị là, mấy chị cũng là trang phục chính là sân khấu là toàn là áo dài không à. Mà nhìn áo dài em rất là ấn tượng, rất là đẹp. Thì đó là một cái lợi thế của một người ca sĩ. Là thế thứ hai nữa thì em có cái gương mặt rất là xinh. Mong là em nếu mà yêu mến dòng nhạc bolero thì em phải cố gắng hơn nữa về cách luyến lấy, cũng như là chia câu cho cái bài nhạc nó nghe tình cảm hơn. Chúng em cũng rất là trẻ, nhưng trong thật nhìn thì không ai nghĩ là em lại chọn thi hát bolero. Vấn đề là đã dám chấp nhận làm bài hát theo cái phong cách đó thì dám làm cho đến cùng. Gọi rằng đây là một cách trẻ hóa bài hát thì cũng tốt. Có thể nó không phù hợp lắm với nội dung bài hát, nhưng mà dù sao thì em cũng đã thi xong. Thì xin chúc mừng Bích Ly. Nhìn em rất là trẻ và có ngoại hình cũng như sự tự tin rất là phù hợp với cái dòng nhạc trẻ. Thế thì em có thể nói là tại sao em lại dành tình yêu mến cho dòng nhạc bolero và quyết định thử sức cùng với cuộc thi solo cùng bolero hôm nay? Bản thân em rất là đam mê dòng nhạc bolero trữ tình. Khi mà em hát mà được ban giám khảo đón nhận và cho em vào vòng này là cảm giác em đã hạnh phúc lắm lắm rồi. Em rất thích làm những cái việc mà em chưa làm được, không giống như những ca khúc trẻ sôi động mà em đã từng hát thì rất là dễ, rất là bình thường. Nhưng mà khi em hát bolero rồi thì em mới cảm thấy càng yêu mến bolero hơn, càng hát thì em càng thấy thích thú và càng muốn học hỏi hơn nữa. Dạ thôi, một cô gái trẻ nhưng mà không ngại thử thách và muốn làm khó mình. Chúc mừng bạn và chúc bạn may mắn nha. Cảm ơn Bích Ly rất nhiều. Là một trong số các thí sinh trẻ nhất, Bích Ly đã thử thách chính mình bằng cách hát rất riêng biệt. Nhưng liệu những lời nhận xét của ban giám khảo có làm thay đổi những suy nghĩ của thí sinh này? Mỗi người có mỗi cái cảm nhận về âm nhạc cũng như là về tình cảm khác nhau. Để muốn trong Ly có một cái điều gì đó đặc biệt hơn, có thể là khác lạ hơn so với bậc đàn anh đàn chị đi trước, thì Ly mong là Ly sẽ thuyết phục được ban giám khảo.